Chị đang bị nhẹ thôi. Nay kính gửi Phật tử, kính gửi Phật môn, kính gửi chủ tọa, kính gửi ban sự, kính gửi ban pháp đại từ bi, là buổi lễ nhị lễ, là 13 vị ba tâm ba, là 13.982, 13.213 năm khai lễ diệu lễ, ban tứ trụ chi. Nay tổ nơi đây, tổ pháp đại pháp, tổ sư đạt ma đức thọ nơi đây. Nay là buổi lễ thông báo dự báo tất cả ngũ hành tôn pháp. Giờ 9:17:3, nên nhớ các vị nhớ một điều, quan tứ sự lỵ sử tâm khiên là cúng giá cho ông bà mình, tổ tông xin là hồng vía. Vì âm pháp có pháp, âm sự có sự, đời kiếp có kiếp. Nay bổn tự vì tự thiên tôn, các giả thiên giáo ngũ hành giáo đã xuống trần gian. Nay mở hội long thi thứ 2, thứ 3, thứ 6 và cùng ngày tháng 26 tam ba. Đây tính ngày bổn sự nhị sự là 14, 15, 16 tháng giêng là gom lại là núi Cô Tô sang tiên. Ba sự tứ sự lịch sử ngàn đầy là thông báo tất cả chiêu hầu, chiêu non, các quán quan và âm giới điều giới. Sau khi khi cử xong là kêu họ tụ họp về tại sân tiên. Quán sự lịch sử ngàn đời chịu kiếp. Nay cung hội khắc mộ đã mở từ đây. Hoàn cầu sứ mệnh của bề trên là thiên thần mặt trời qua tứ ngũ 1, 2, 3. Ngũ giả hành tôn, tôn giả Phật, ngũ giả pháp môn đại thiên thần, ngũ giả kim quan quan thứ tử. Cuối cùng qua mẫu đơn dị đơn đã xuống trần 3, 1, 3, 9, 6, 12. Nay chấm thi nhị thi tam quan là giao cho các cả Phật pháp lớn nhỏ trong ban hội tứ sử lịch sử ngàn đời. Nay kính thưa âm pháp đại ma mô Phật. Quan tứ sử ngũ sử kim căn, quan tứ sử lịch sử ngàn đời, cung thiên đốc Phật 13, đại cung điện Âm Dâm, núi giả hành tôn, tôn giả núi sập, quan tứ sử lịch sử ngàn đời, cung giả hoạt hoa hoa, cung giả hoa ăn tứ tự. Nay tứ tự mở căn, khai căn, tư hội, triết hội. Buổi lễ gồm có tổ sư Đạt Ma là sát hôi của tôi, bổn giả lịch sử Ngọc Đế, cuối cùng là đại cố. Quan tứ sử lịch sử là các cả ngũ pháp đại pháp. Nay thỉnh cầu các cả tôn tiên Phật tiên giám khảo dị khảo chấm đo. Nay tứ sử lịch sử ngàn đời, không gian, không pháp, đại gà, đại qua, long tước, đại kim, kim giả, đắc mẹ, khăn du, sứ si, ba gà mò. Đệ tử của chị vậy ơi. Bơ ca si đôn. Được rồi. Bà bị phạt đang bị đóng đinh nữa nè. Xin đi. Xin đi. Dạ dạ, mua Phật đi, mua Phật đi. Đấy, đi xuống đây hết rồi, đây hết rồi. Bổn giả kim ngang ngang các chị ơi, nữ mà hoài không dám được lại đến đâu. Đến đây xin đi các chị. Đây là lãnh cô, chị tô cam cô. Sau khi mở sắc, mở căn nhớ gì à, độ cái sắc cúng giấy nha. Để tôn thờ của quyền tất cả quyền ông. Nay lệnh tiện tam tiện mở tất cả mọi thứ. Nay xin các chị âm pháp đầy pháp giúp đỡ cho hoàn cầu như cầu, nhớ ghê chưa, nếu có căn hành hãy chớ sukrai makaramo su bung căn 3, 4, 6, 9 là buổi lễ là đã vừa tròn, nên là bổng giả kim giả là buổi lễ là năm nay là 3, 4, 6, 7, 3, 9 là không thể nào nói hết. Như là trên căn gian là đắc Phật thứ hai, là tổ đá thiên đá, tổ cha thiên mẹ của quyền khác họ. Nay có Phật tử đến đây là tất cả mọi thứ, nên là bổn pháp đại pháp có ngữ, ngữ giả bất cử, ngữ giả bất quan, nên sử giả bất quan, quan bất sử. Nay kính pháp đại pháp, mong tọa quý tọa, mong quan quý quan. Nay quan tứ sử lịch sử, nay quan qua, xin các vị pháp môn A Di Phật mô Phật. Đây có tao mới lộn quên cái áo hết rồi. Trời ơi. Mấy ly? 2 ly nước, 3 bông trăng là được rồi. Cúc, dĩa bánh thôi. Người trần gian đâu biết là con cóc như thế nào đâu. Nên là thông cảm cho nó đi. Nó ngồi chơi nó bị phạt mà người trần gian giờ lên tội nghiệp cho nó. Nên xin các chị đợi đợi đó đi. Masirigri okri mokramo bakramo sibung
là các chị nào có quyền căn tam căn là không có quyền căn cũng gì, xin hãy giái các thần hộ ban cho mình thêm một sức mạnh để vượt qua kiếp nạn khó khăn là ốm đau bệnh tật. Nguyên thần của trung thần là các ngũ hành kim quang, quang a quang. Được rồi, định lời cũng 6 cây luôn. Kim quang dạ quang, kim ngăn đại ngăn, kim thần quyền thần, thổ thần quyền thần, thổ tôn quyền tôn, nghĩ ngã hành tôn, hoàng văn tứ dạ, hỡi các cả linh thần, nguyện thần tam thần, và cọp hoàng a du, bổn giả sử nguyên thần, gọi là tam sử lịch sử ngàn đời vô sự, nay quản vị tam vị khăn quang du, quang tứ giữ đại sử kim sự, nay gọi là tam quang, ngụ giả hoa hoa, tứ giả quyền tông, nay thịnh lễ các pháp môn đại kinh, ngã Phật tử Phật kim quang, gọi là thần kim quang hộ pháp, đại là hằng phổ đại hậu kim quang, ngụ giả tử kiên cự, ngụ giả kim quang, tác dụ ngự cử thiên cứ đọ kinh, nay tâm pháp, đại pháp, a pháp, nguyên thần, ngộ thần, xà thần, quang thần, cuối cùng là nguyện khăn, gần hữu quang du, mang tứ hữu giả qua, cầu các con cái, cầu các Phật tử, cầu các ngẩn kinh, địa kinh, và cầu các cả cặp con tôi, được sức khỏe, bình an, giàu sang, thiện dưỡng, bộ dưỡng tam căn, giả Phật, tự Phật, kim căn, các tử lãnh côn, kim quang, ái dự Phật, mô Phật. Bokashiri đã muốn cầm mà quý gì cầm lại đi. Rồi lại không? Ai muốn lại là xá xá tùy thôi. Quản sự ngô sự, quản đại kim quan, thần hổ đại hậu, thần quan đại quan, cổng giảng dị dạng, nay căn qua khăn du, mở quyền căn tứ dụ, nay ánh giả quan tư di, năm non hang sông tứ giả, đại cố ngắt tự, nay kim quang, ngạ quang, hoàng quang, ngộ an, tử nữ kim cang, quang tứ sử đại hằng, tác giả ngụ chân kinh, thiết hậu trăm hậu, thiết hoàng trăm hoàng, đại từ á từ, mô Phật. Tác giả ngô an, tự kính tâm khăn, lục hậu kim quang, bái kiến tử Phật đá thiên môn, đại hằng kim quang, tại thân sát, qua sát, tố sát, đáng lý, hà hổ dị hổ tông quang, đại hầm hổ vô cùng, đại náu võ hoàng, nên kính lễ Phật, không dám nói, chỉ mượn kinh cầu Phật, để giá gian quyền căn, tổn độ di quang, thần hổ đại quang, sứ giả kim quang, an tử hạ hạ. Đa qua tứ ngũ, dị gì dị giả, mướn tọa tị tinh, nay chỉ mượn sát lầm nhẹ nhàng, mô kinh thái kinh, truyền tông thái tổ, nhãn quả lịch đời, quan sử lịch sử, ngàn đời kính đá, quan tử lịch sử, kính mẹ đắc thọ, ngũ giả kim căn, quan tứ đại từ, ngã từ vô từ, quan công đại đế, quan thánh nhị thánh, quan cầu đại cầu, khăn quan địa quan, cọp chân nhị ba, cọp bốn mười hai, cọp sáu mười năm, 5396 chị quan, khăn tứ ngũ kỳ tâm, bắt lễ thịnh lễ, nay nguyện căn cơ, theo đỉnh núi khoa qua, theo sát cha, để làm tròn nhiệm vụ đại vụ kim vụ của Long Thiên Pháp Hội Đại Kinh, tứ giả Phật môn đại kim căn, tọa tự an tự thiết tự Long Môn, đỉnh núi ba giả bốn giả chân quan, gọi là núi cấm nhị cấm tâm quan, xứ hồng đại lễ kim hai, nghị giả hành tôn đại tôn, tôn tiên các lự nhự lự của quyền trăm họ của cha, bản sử lịch sử vô ăn tứ sử đại sử kim quan, a giả tứ giả quyền tông, đại long đại hậu quan dân, tứ giả quyền đời đại kiếp, mở hội kim hội đất nước Việt Nam núi Cô Tô Sơn Tiên, chữ cọp thiên ngăn, đại hoàng tứ giả, đỉnh lễ khai lễ, ca diết, quyền tông thế tông, đệ lễ, cam lễ, chính lễ, cọp gần ba chân, bổn lễ dạ lễ, cọp chúa hai quan, cọp hậu ba quan, cọp gần hai quan, tứ sắc ngũ sắc, đinh thương xá sự, hoàng cầu. A Di Phật, mô Phật. Đây. Cái đây là có phải ông hổ quá đá không gì? Cái này là hổ thần quang,
tính ra thật sự này, hổ này là hổ ba chân bên núi là nôn cấm đó, là quá quá gì quá tông quá, nó bị hai lần quyền, nên là suốt cuộc đời lên là phải bị khóa ở đây, là người trần gian không phải khóa nó, đúng ra thật sự nơi đây nó bị phạt lại không, là đỉnh quả qua, là gông da quả di, là gù già gọi là nghiệt long đó, phạt 1/2, ngọc đế 1/3, cuối cùng là đỉnh quá nữ qua, là âm pháp đại pháp phạt 1/6, nên cuối cùng nó bỏ xác đây, tại vì nơi đây tới ngay là lần quyền đắc ngũ giả hành, buộc nó phải chăm chấn giữ nghị đây, nên là nó buộc phải ở vào cái kẻ đá này, để mà hoàn thành sứ mệnh của Long Thiên Hội Pháp. Nó phải đợi thời cơ, thời cơ đã chín, nên là xác nó đã bỏ, nên là hồn nó đã uyển chuyển tâm chuyện để theo khổ độ chúng sanh, là bảo vệ dòng tộc dị tộc tam tộc, là nó xác dị qua tâm khăn. Nhưng mà hồi lúc đó nó không có giết người, nhưng mà con người nào mà tới thời khắc là không gái đó, nó giết chỉ hai người đàn bà, một người đàn ông thôi, là cách đây lâu đời, là đó còn lộ khỉ đó. Nên là tự duyên qua duyên, trời đất không cho nữa, nhưng mà cho bò rồi kia nai hu đồ heo rồi rất nhiều, nên cuối cùng là dị qua khâm quan, là kêu nó đừng có làm nữa, là cũng như sát hại, nên là bỏ xác tất cả mọi thứ đi để hoàn thành sứ mệnh, vì nó có tâm trí vị trí mà, nên là nó nghe lời là các nhị bẩu tam mẫu đại đế tam đế và nghiệt long, cuối cùng là nó qua đây là nó quá đá cuối cùng là nó bỏ ở đây. Nhưng mà lúc đó có hai đứa con nhỏ, một trai và một gái, gọi là cặp con và con qua, trần gian gọi là cặp nhỏ đó, mô Phật. Nhưng mà lâu đời này chỉ có 3 chân thôi à. Là đúng đúng nó gạt sự là nó tới 4 chân à. Nhưng mà thời vị Cam Quang Tứ Giả Quyền Tông là thời nó vô ảnh vô quang, là có một vị thợ săn săn dỗ vô cùng, nên là họ là nó đặt 7 như 7 tam 7 đó, lâu đời lắm rồi, nên là nó buộc nó phải cắn bỏ một chân. Cuối cùng là vị 7 tam 7 đó, khi là đã sát hại đặt nó vậy, cuối cùng đáng lý nó giết luôn là khoảng 4 người. Nhưng mà tại vì âm pháp đại pháp không cho phép nó, là xin củ quyền, xin tất cả âm giới, xin dung hồn nó nghe được á, dung hồn nó đi tới luôn được á, nên xin nó lường sát hại nữa. Nên nếu mà vậy á là nó phải tránh xa một chút, là tất cả là đông thổ đại thổ văn quả ca chi, nếu mà có một chỗ để nó ngự pháp để nó chuộc lại là tâm quan dị quan để có tu hành á, là buộc nó phải qua là hang ổng giả này, gọi là đất sập đại sập kim quan đó, hoàn cầu sứ mệnh của là đại ân qua thứ tự đó. Nên nó mới bỏ về đây, nên là vô đây nó là một xác qua đó, nhưng mà nó tới 12 linh hồn 3 lần. Xác này là xác thứ hai của nó. Còn xác thứ nhất đó là nằm là hang ông hổ của mình á. Nó là xác thứ nhất là nó đó. Còn cái này giống như là bản bản cái đầu đây cái đuôi. Nó là gì? Cũng như theo anh Thú là có phần tâm linh hiện giờ cái ông hổ cái phần linh thiêng của ông hổ vẫn còn ở đây không? Là này là vẫn còn đó. Nhưng mà cái linh thiêng của ông hổ này á không phải ông một hồn. Nếu tính ra đúng đúng thật sự là nhị quan tâm quan là quyền linh đó, là cọp này gọi là quan tứ giả bề trên đó, gọi là giống như một vị thần cọp thần núi, nhưng mà cọp này là có đúng ra dòng tộc đúng thật sự luôn, là đúng gốc của nó đẻ ra chỉ có 13 con thôi, 13 con mà chỉ một mẹ và hai là hai cha, nó mới đúng ra thật sự, rồi đó mới sau đó sanh nở tất cả mọi thứ là bao nhiêu đó, nên là nhiều định như thể lễ như vậy, nên cuối cùng bây giờ là chỉ là dòng tộc dị tộc sanh ra tất cả là lai hết, nên là đúng thật sự của nó là 13 con linh nhất là trong các loài thú vật luôn đó, là 13 con. Nhưng mà có con gặp chúa là có con gặp chúa đó, là nó có con là 5 móng 6 3, còn con cặp kế là 3 chân 1 2, cặp kế nó là con cọp là quan tứ giả hông, là vừa gần vừa đen đó, cuối cùng là đẻ ra tắt dưới mỗi dưới là cặp con đó, nó là bộ tộc của đó. Còn lên xác nhỏ lớn tùy theo xác, vì chân tâm chân vị qua bảo điển, tùy theo mình tu mà lên xác mạnh xác nhỏ. Tại sao người ta lên xác nhầm khi nhầm người đó thì xác nhẹ nhàng, mà nhầm người là xác nặng, là ăn thua vào cái tâm, cái đỉnh, cái giả và cuối cùng là cái tu đạo của mình, nên là một sự như vậy. Yeah. Mô Phật. Được rồi, mình đi qua bên kia. Giống như là ông hiện tại về như ông khóa mình lại vậy đó. Là sao? Như ông hổ á. Giờ ông về là ông khóa tự khóa mình lại. Là tự nó khóa một bằng, nhưng mà cái này là âm pháp của trời đất, là mới biến hóa cái được. Nhưng mà cũng như giống như quyền thực vậy đó. Gọi là giống quyền thực, đại thực, kim thực mà để mà biến hóa ra vậy đó, là giống như vậy. Là này lâu đời vô cùng rồi. Nếu tính ra theo mà theo tôi nghĩ là cái biến ra cái này không, tôi nghĩ không phải là đơn giản đâu. Theo tôi đến không sai lầm, cách đây là 1.213 năm đó, là đã có trước rồi đó, là lâu vô cùng. Vâng, còn trước đó nữa là vị kiếp tam kiếp là hơn nữa. Nếu tính ra, nếu mà nói hết này hết chắc cả 3 năm. Nãy thấy cũng có cái phần ủng hộ ứng vô hành thú đúng không? Là đó là cặp ba chân, nhưng mà tại vì là vị gốc tam gốc, vì lòng của anh là để giúp cho họ là quyển điển, hoàng thân xác của anh thì là tại sao không quýnh nhiều quá, vì là nó sinh theo để là giúp đỡ cho mọi thứ,
nên đang sát anh là tại vì rất là nhiều là các cả Phật tử hay Phật pháp trong âm giới đó, đều theo nhiều vô cùng, nên nó chỉ kính lễ nhẹ thôi, chỉ đang lấy quýnh mạnh võ quyền cước vô vô cùng luôn đó. Là không phải là cái điển mà gọi là công đức chị hoàng, là công đức chị hoàng đó, là hoàng điển này trần gian gọi là hoàng điển, là chỉ một phần thôi, là công đức chị hoàng. Con người là vô cức, nhị đức, công đức, quảng đức, giả đức, hạ đức, và từ mình cứu tu đời kiếp trước nữa, nên đăng sát gọi là mạnh mẽ vô cùng nữa, là gọi là đức qua hạ. Trần gian gọi là quyển điển của âm pháp, của là linh thiên, là các là ngũ căn, tim căn, là mới đúng người ta. Mô Phật. Rồi, cảm ơn thú nhiều. Rồi, mình đi quên kia.